trong một cái đề tài à, ngày hôm nay đầu tiên hết phong muốn đưa cái đề tài này tại vì các bạn trong việt nam nhất là những bạn bè nào đang sử dụng facebook mạng xã hội facebook mà quan tâm về chuyện mà facebook có hợp tác với chính quyền cộng sản việt nam hay không có đặt máy chủ ở việt nam có đặt trụ sở ở việt nam hay có đặt văn phòng ở việt nam hay không thì ngày hôm nay phong sẽ làm cái đề tài này để cho các bạn thấy rõ những cái tin tức mới nhất liên can tới facebook OK, các bạn. vào tuần trước, vào tuần trước, thì à, ông chủ của mạng xã hội Facebook là Mark Zuckerberg đã xuất hiện trên Quốc hội của Hoa Kỳ và trong lần xuất hiện lần này lần thứ hai, thì Mark Zuckerberg đã bị chỉ trích và lên án rất nặng nề về cái việc tiết lộ thông tin của khách hàng và bên đo cạnh đó thì chính Mark Zuckerberg cũng đã thú nhận là đã có thực hiện một số những cái lời yêu cầu của chính quyền cộng sản Việt Nam xóa đi một số nội dung đó là cái lời thú nhận của Max Zuckerberg và ngày hôm nay thì trước hết phong gửi các bạn cái tin đầu tiên để phong nói ok các bạn đây là trên hãng thông tấn Reuters à, ra ngày hôm nay à, mới lên à, cho các bạn thấy là chính quyền Ấn Độ đã đề nghị cơ quan điều tra cục điều tra trung ương à, cái à, cái này gọi là india as the central bureau of investigation tức là cục điều tra trung ương nữa các bạn thăm dò ý kiến về cái việc mà thông tin bị tiết lộ qua cái cambridge analytica và là dùng sai dữ liệu của người à, dùng facebook à, và bộ trưởng của ấn độ có tên là à, ravi sankar prasad đã nói với lại quốc hội của ấn độ ngày hôm nay và theo đó thì người ta nghi ngờ rằng cambridge Analytica có thể đã tham gia vào việc thu hộ thu giữ cái cái dữ liệu một cách bất hợp pháp để có thể sử dụng và bị lạm dụng. Và hiện nay thì Facebook đang phải đối diện với cái sự giám sát ngày càng tăng của Hoa Kỳ lẫn liên hiệp Âu châu trong cái tai tiếng của Cambridge Analytica các bạn và dữ liệu của 87 triệu người sử dụng Facebook và kể cả việc hỗ trợ chiến dịch bầu cử năm 2016 của tổng thống Donald Trump và trên đây thì các bạn nhìn thấy là những cái bản tin này của bên phía uh, Reuters và bên cạnh cái tin này thì Phong lại đưa thêm một cái tin cho các bạn thấy là bên cạnh đó thì ngày hôm nay bây giờ thị trường vẫn còn đang chạy đó các bạn cái cổ phiếu của Facebook đã xuống 175 đồng lẻ 5 lẻ 4 sen các bạn thấy nó nhảy xuống 19%, tức là 19.5%. Từ ngày hôm qua xuống 24%, ngày hôm nay xuống 19.5% và quý vị nhìn thấy đây là cái cổ phiếu của Facebook. Ok. Và bên cạnh đó trên tờ Washington Post, các bạn nhìn thấy đây là Washington Post, Facebook share down more than 18%. Và tổng cộng là Facebook đã bị trong bản tin này cho biết là trên 19% ngày hôm nay. Và sau khi mà cái công ty này, cảnh cáo rằng là sẽ bị à, à, sẽ bị rớt thêm trong thời gian tới và đây là cái báo cáo tài chính mới nhất trong tam cá nguyệt thứ hai của Facebook là cổ phiếu của Facebook đã có lúc lên tới 205 đồng một xe tức là một cổ hôm nay rớt xuống 175 đồng rớt 19 phần trăm tổng cộng số tiền mà Facebook đã bị bốc hơi là 17.6 tỷ Mỹ Kim đẩy ông chủ Mark Zuckerberg từ vị trí thứ ba là một trong ba tỷ phú giàu nhất thế giới đã rớt xuống dưới nhà tỷ phú Warren Buffett. Quý vị biết hiện nay đứng đầu thế giới là ông chủ của Amazon 150 tỷ Mỹ Kim. Kế đến là Bill Gates của Microsoft và người thứ ba là Mark Zuckerberg 110 triệu Mỹ Kim và cổ phiếu của Mark Zuckerberg đã bốc hơi 17 tỷ Mỹ Kim bây giờ Mark Zuckerberg chỉ giữ lại khoảng 86.5 tỷ Mỹ Kim đứng dưới cả Warren Buffett Ok các bạn, đó là những cái thông tin và những cái hình ảnh tôi chia sẻ cho các bạn nhìn thấy những cái tin tức liên quan tới Facebook mà các bạn trong Việt Nam quan tâm là Facebook liệu có đặt máy chủ trụ sở hay văn phòng ở Việt Nam hay không. Tại sao mà thị trường của Facebook lại bị rớt xuống thê thảm như vậy trong cái tam cá nguyệt thứ hai, cái báo cáo tài chính tam cá nguyệt thứ hai và tiếp tục rớt. Ngày mai có thể lên tại người ta thấy rẻ thì người ta nhào vô người ta mua. Nhưng mà rồi nó sẽ tiếp tục nó rớt cho tới khi Facebook đưa ra một cái chính sách mới cho mạng xã hội. Thì lúc đó cổ phiếu của Facebook mới được ổn định. Cho tới giờ phút này thì Facebook vẫn nhận được rất nhiều quảng cáo chứ không phải không. Nhưng mà các cái thông tin mà tôi vừa đưa cho các bạn là bây giờ bên Ấn Độ mở cuộc điều tra. Ông chủ Mark Zuckerberg đã phải ra trình báo ở quốc hội chưa bị phạt nha quý vị. Cái này là vẫn chưa có cái mới có thiệt hại về thị trường cổ phiếu của Facebook thôi. Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa chính thức ra cái án phạt hay là tòa án Hoa Kỳ đưa ra cái án phạt đối với công ty Facebook khi mà vi phạm vào một số những cái luật lệ và hiến pháp của Hoa Kỳ. Và liên hiệp Âu Châu cũng đã bắt đầu siết chặt giám sát thật kỹ cái việc làm của Facebook, đặc biệt là liên quan tới cái cuộc bầu cử năm 2016 khi mà các à, à, nhà tài phiệt của Nga, những người ở bên Nga cố tình đăng quảng cáo trên Facebook để gây ảnh hưởng kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần, tôi đã nói à, bao nhiêu lần là impossible là không thể nào Facebook sẽ thỏa hiệp là đặt máy chủ, trụ sở hay văn phòng tại Việt Nam được. Quý vị các bạn vừa nhìn thấy, Facebook thú nhận tất cả mọi việc ở trên quốc hội Hoa Kỳ thì cổ phiếu của Facebook đã bị ảnh hưởng tới mức như vậy, 17.6 tỷ Mỹ kim bốc hơi. Các bạn thấy chưa? Do đó, nếu như mà Facebook tiếp tục cái cái vấn đề rớt đó nó nhiều vấn đề ở trong đó, nhưng mà do những cái thông tin từ Facebook tiêu cực và bên cạnh đó là cái lượng người mà ghi danh vào Facebook lại không gia tăng nhiều. Chính vì vậy mà Facebook cổ phiếu đã bị rớt. Thì từ cái điểm này để tôi phân tích ra cho các bạn nhìn rõ cái bức tranh của Facebook và liệu Facebook có thỏa hiệp với chính quyền cộng sản Việt Nam trong cái đạo luật an ninh mạng hay không. Khi mà Quốc hội Hoa Kỳ tuần trước ra cái thư khuyến cáo Facebook là không nên hợp tác và thực hiện cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. Và tuần này Facebook chưa có đưa ra cái chính sách mới của họ về quản trị mạng xã hội của họ. Thì cổ phiếu của Facebook đã rớt. Rớt 19 20% mà ngày hôm qua là rớt 24% đó các bạn. Hôm nay còn lên lại được chút đỉnh. Ngày hôm qua là rớt 24% đó. Điều này cho các bạn nhìn thấy là Facebook sẽ không thấy cái risk đó, tức là Facebook sẽ không dám à, mạo hiểm để mà tuân thủ cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. Chưa có gì hết, họ đã bốc hơi như vậy rồi. Nếu mà cái tin mà Facebook thỏa hiệp và là thực thi cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam thì Facebook còn sẽ đối diện với rất nhiều những cái hậu quả mà Facebook không tưởng tượng được. Thứ nhất là tôi đã nói là cái việc mà tiết lộ cái thông tin của cái vụ Cambridge đã khiến cho Facebook bắt đầu chuẩn bị đối diện với cái hình phạt có thể lên cả trăm triệu Mỹ Kim hoặc cả tỷ Mỹ Kim. Đó là cái hình phạt thứ nhất về mặt tài chánh mà Facebook phải nộp cho chính phủ Hoa Kỳ và tòa án Hoa Kỳ nộp tiền phạt các bạn. Rồi cái thứ hai, <laughs> nếu như mà phía Ấn Độ, Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục mở cuộc điều tra về các cái hoạt động mạng xã hội của Facebook, về cái vật mà việc mà tai tiếng ở Cambridge mà sử dụng 87 triệu cái hồ sơ data của khách hàng mà có bị lạm dụng Thì Facebook có thể phải, sẽ bị chính phủ Ấn Độ kiện và Liên Hiệp Âu Châu kiện Và phải nộp tiền phạt nữa rồi các bạn Thấy chưa? Tiết lộ thông tin của khách hàng của quốc gia họ là nó phạt rồi đó các bạn Chứ không phải là cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công an cộng sản Việt Nam đâu Rồi chưa đâu các bạn và nếu như cái thông tin mà Facebook thỏa hiệp để mà đáp ứng cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam thì Facebook lại phải đối diện với cái sự lên án chỉ trích của Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoài ra, công ty này có thể bị kiện vi hiến, vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ khi ngăn chặn cái quyền tự do phát biểu của người khác trên mạng xã hội, mặc dù đó là mạng xã hội riêng tư của Facebook. Mặc dù đó là nhưng các cái người sử dụng mà bị xóa đi những cái comment, bị xóa đi những cái nội dung mà Facebook cho rằng là không phù hợp với chính sách của họ thì có thể khởi đơn kiện nếu như những nội dung đó mang tính chất về chính trị. Ví dụ như là các bạn dùng cái đó các bạn đã kích thái độ làm việc của một chính phủ, các bạn chỉ trích phê phán một chính phủ nào đó mà nó không có ảnh hưởng tới những cái đó nó không có ảnh hưởng tới chính sách của Facebook chính sách của facebook này là ngăn chặn những cái lời kêu gọi khủng bố ngăn chặn những cái hình ảnh mà có thể gây hại cho con nít chứ không ngăn cản người ta phát biểu về chính trị và nếu như facebook xóa những cái nội dung này thì facebook có thể đương đầu với hàng ngàn cái đơn kiện nếu như hàng ngàn cái nội dung đó bị xóa chỉ vì facebook thỏa mãn cái đòi hỏi của cái chính quyền của cái quốc gia đó hay kẻ cai trị ở quốc gia đó đặc biệt là tôi đang nói tới cộng sản Việt Nam và Facebook đã thừa đã thừa nhận là họ đã xóa đi một số nội dung theo yêu cầu của kẻ cai trị ở Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tuần trước và lời thú nhận này có nghĩa là Facebook thứ nhất sẽ lãnh cái án phạt từ phía Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ cũng như là tòa án ở Hoa Kỳ bên cạnh cái án phạt chính thức về mặt à, à, điều hành xã hội thì Facebook sẽ đối diện với những cái đơn kiện tư nhân, đơn kiện cá nhân là những người đã bị xóa. Họ có thể nộp đơn kiện Facebook. Các bạn thấy chưa? Và những cái thông tin này nó tác động vào thì cái cổ phiếu của Facebook lại rớt tiếp, tiếp tục nữa. Không dừng lại. Nó sẽ tiếp tục nữa, cho nên muốn cứu vãn tình thế thì Mark Zuckerberg thứ nhất là phải đưa ra một cái chính sách mới, minh bạch hơn rõ ràng hơn trong cái chính sách của họ không thể dùng ngôn ngữ mù mờ trong cái chính sách đó để mà kiểm duyệt à, cái việc phát biểu của người khác đó là cái chính sách để mà có thể cứu vãn được và thứ hai là facebook phải đưa ra thêm những cái công cụ mới để phục vụ cho mạng xã hội của mình một cách hữu hiệu hơn tiện lợi hơn nhanh chóng hơn whatever thì nó mới đẩy cái cổ phiếu của facebook lên trở lại được khi có những cái phương tiện mới những cái công cụ mới đó nó giúp cho Facebook có thể nhận thêm quảng cáo nhận thêm khách hàng những người ghi danh với Facebook nó đẩy mọi thứ lên trở lại thì Facebook mới có thể quay cái cái cổ phiếu của Facebook mới lên trở lại được còn nếu không thì Facebook sẽ đối diện với cái việc mà cổ phiếu họ càng lúc càng giảm và mới có tam cá nguyệt thứ hai trong năm nay thì họ đã bốc hơi 17.6 tỷ Mỹ Kim rồi các bạn cái điều này tôi chia sẻ với các bạn cho các bạn thấy là cái việc mà các bạn lo rằng cái đạo luật an ninh mạng đó sẽ khiến cho Facebook thỏa hiệp với chính phủ cộng sản Việt Nam thì điều này sẽ không xảy ra. Vậy thì cái còn lại là gì? Chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất. Thứ nhất là cộng sản Việt Nam block toàn bộ cái domain name facebook.com không cho vô Việt Nam nữa. Tức là 350 triệu người Việt Nam sẽ không thể dùng Facebook được nữa. Nếu chính quyền cộng sản Việt Nam quyết tâm thực thi cái đạo luật an ninh của họ. Thì có nghĩa là www.facebook.com sẽ không xuất hiện ở Việt Nam nữa. Và Facebook hoàn toàn bước ra khỏi thị trường Việt Nam. Đó là cái kết quả thứ nhất và kết quả thứ hai là gì các bạn? Cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi cái đạo luật an ninh của họ. Tôi không nói họ bỏ, nhưng họ sẽ thay đổi những cái ngôn ngữ, những cái quy định ở trong đó. Để Facebook vẫn tồn tại trong Việt Nam. Lý do tại sao? Tại vì tôi nói với các bạn là vì 55 triệu 50 cho tới 55 triệu người Việt bây giờ ở trong Việt Nam đang dùng Facebook một cái con số hơn phân nửa dân số việt nam dùng facebook và đó là cái chỗ mà duy nhất họ có thể chia sẻ thông tin họ có thể nói lên những cái quan điểm của mình và họ có thể phản ánh những cái tiêu cực trong xã hội mà báo chí cộng sản việt nam không bao giờ đăng do đó cái áp lực từ phía công chúng khiến cho cộng sản việt nam sẽ phải rút lại cái đạo luật an ninh này một bằng cách là chỉnh sửa lại những cái ngôn từ trong đó. Chứ nếu không, người dân bất mãn thì cái quyền lực cai trị đó sẽ bị đe dọa gây gắt hơn. Rồi các bạn nói với tôi là, ô, thì có Trung Quốc cung cấp Weibo, Baidu, vân vân. Hôm trước tôi đã giải thích một lần rồi. Hôm nay tôi nói sơ lại thôi. Họ có thể dùng, nhưng mà họ thứ nhất là phải mất thêm thời gian. Và thứ hai nữa, Weibo hay Baidu không có tài liệu không có tài liệu gì về những cái chữ Việt Nam cả. Do đó, muốn build in cái data đó, họ phải mất 5 tới 10 năm. Toàn bộ những cái data bây giờ nằm trên Google. Mà các bạn cần cái gì, các bạn vô Google, các bạn đánh, các bạn kiếm đó. Là do cái sự mà upload của mọi người. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Mà trong suốt bao nhiêu năm nay. Nó mới trở thành một cái lượng data lớn. Để các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng. Cái này Baidu không có. Baidu phải start up lại từ đầu. Tức là bây giờ các bạn phải bắt đầu đưa dữ liệu vào. Ví dụ như là các bạn kiếm lý Nhã Kỳ thì các bạn phải đưa hết thông tin của Lý Nhã Kỳ từ xưa đến nay vào Baidu. Thì cái lúc đó các bạn đánh cái chữ Lý Nhã Kỳ nó mới lên được cái thông tin của Lý Nhã Kỳ chứ. Cái này tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu được là không thực tế khi mà nói là ơi Cộng sản Việt Nam sẽ ép dân qua dùng mạng Weibo hay là à, Baidu. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, Weibo là cái mạng xã hội của Trung Quốc chủ yếu là dùng lời nói, đối thoại qua lại hoặc chia sẻ những tấm hình chụp thôi. Weibo có khả năng dung lượng lớn để mà chứa những cái cái video của các bạn hay không? Và có khả năng cho các bạn livestream rồi giữ lại trên đó một khoảng thời gian đôi ba năm hay không? họ không đủ bandwidth để mà chứa. Do đó, cái chuyện mà các bạn nói là chuyển từ Facebook qua bên Baidu hay là Weibo thì là cái chuyện impossible. Không xảy ra được tức thời đâu. Là vì nó còn mất thời gian lắm. Bên Baidu thì không có bất cứ một cái dữ liệu gì liên can tới người Việt Nam cả. Thì làm sao các bạn đi kiếm thay thế cho Google. Rồi bên Weibo thì lại không đủ cái công cụ để phục vụ cho cái người khách hàng. Từ livestream, upload video, kho chứa video cho khách hàng. Đó giống như bây giờ bên YouTube đi, ấy bên Facebook tôi vẫn làm livestream với các bạn đó. Thì tất cả những cái video tôi làm livestream một tiếng đồng hồ mỗi ngày nó được lưu trữ lại ở trên cái trang Facebook của tôi. Thì nó lưu trữ ở đâu? Nó lưu trữ ở trong cái server của Facebook. Mà cái server của Facebook thì cái bandwidth có được bao nhiêu? khủng khiếp lắm các bạn mới chứa được hàng tỷ người mới chứa được hàng tỷ cái 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 tài khoản cái ác cao của mọi người mà ai cũng là đâu phải một 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 cuốn hai cuốn video đâu riêng cá nhân tôi thôi cả trăm cái video nằm ở trên đó nuốt bao nhiêu bandwidth do đó các bạn cái chuyện mà Facebook bỏ Việt Nam thì possible nhưng mà cái phản ứng của công chúng trong việt nam như thế nào khi không có mạng facebook không có mạng xã hội họ dùng quen rồi bây giờ không dùng được nữa họ sẽ rất là bất mãn và từ cái bất mãn đó nó sẽ xảy ra những cái chuyện khác trong xã hội chính vì vậy nó gây ảnh hưởng tới cái kẻ cai trị và ảnh hưởng cái quyền lực của kẻ cai trị do đó không thể cấm facebook được mà nếu không cấm Facebook được thì cái luật nó ra như vậy rồi thì làm sao mà áp dụng đây mà áp dụng với Facebook mà không áp dụng với công ty khác nó kiện cho xúc quần Facebook kiện cho xúc quần bây giờ áp dụng với Facebook thôi không áp dụng với YouTube không áp dụng với Google không áp dụng với Microsoft không áp dụng với Apple thì họ kiện cho xúc quần các bạn thấy chưa do đó tôi nói với các bạn cái chuyện mà Facebook bị phạt, bị rớt cổ phiếu chính là cái hậu quả mà Mark Zuckerberg thỏa hiệp với một số chính phủ. Ngay cả các bạn thấy không, hôm trước đã đặt cái văn phòng ở Trung Quốc đó, ngày hôm sau Trung Quốc shut down cái văn phòng của Facebook luôn. Các bạn thấy là các bạn đã hiểu. Không dễ dàng. Tại vì Facebook là một trong những công ty lớn nhất trên thế giới về mạng xã hội họ phải đương đầu với những vấn đề về chính trị chứ không phải thuần túy chỉ có làm ăn thuần túy chỉ có cung cấp mạng xã hội không có tại vì nó ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới do đó khi mà ảnh hưởng tới hàng tỷ người trên thế giới thì công ty đó bắt buộc phải chịu sự giám sát giám sát và kiểm soát của các chính phủ đặc biệt là hoa kỳ facebook xuất thân từ hoa kỳ là phải chịu sự giám sát là chắc chắn rằng anh phải bảo vệ tài liệu của khách hàng một cách tuyệt đối. Anh không thể xúc phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người khác được ghi trong hiến pháp Hoa Kỳ, First Amendment, tu chính án số 1. Hai điều kiện tiên quyết này là Facebook sẽ phải đáp ứng. Thứ ba là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cái hồ sơ khách hàng không bị cái trường hợp Cambridge lần thứ hai. Tức là Facebook lại phải tốn cả trăm triệu Mỹ kim để đặt thêm những cái dàn an ninh bảo vệ cho cái mạng xã hội của mình. Đó là chưa kể tổng đàn của Facebook đặt tại California. Mà California vừa rồi thì ông thống đốc Jerry Brown đã ra cái đạo luật an ninh mạng buộc những công ty như Facebook, Google hay YouTube là thứ nhất Tuyệt đối không được phép sử dụng tài liệu khách hàng cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của khách hàng. Tức là họ lấy tài liệu email của tôi họ có thể cung cấp cho một cái công ty họ bán cho một cái công ty khác thì nó phải có sự đồng ý của tôi. Tức là người cái người cái người mà chủ cái tài khoản đó có quyền làm chủ hoàn toàn 100% cái tài khoản của mình trên Google, trên YouTube, trên Facebook. Và thứ hai là cho các bạn cái quyền kiểm soát data của mình, tức là các bạn có quyền kiểm soát. Cái nào các bạn không thích các bạn yêu cầu Google, Facebook phải delete đi. Nếu mà nó liên quan tới cái tài liệu cá nhân của các bạn. Tức là cho các bạn cái quyền kiểm soát hoàn toàn cái tài khoản của mình. Và thứ ba, bắt buộc những công ty đó phải đặt cái hệ thống an ninh nhiều hơn để bảo vệ cho khách hàng. Đó là ba cái điểm chính trong cái đạo luật an ninh mạng của ông Jerry Brown thống đốc tiểu bang California ban hành. Vậy thì nếu như Facebook ký thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chính Facebook đã phải đối diện với cái án ngay tại đây rồi. Tại vì tổng đàn của Facebook nằm ngay tại California. Do đó phải chịu đựng cái luật của tiểu bang California. Và luật tiểu bang California nghiêm cấm Facebook tiết lộ thông tin. Và nghiêm cấm Facebook đem cái thông tin của người người khách hàng của mình đưa cho một đời nơi khác. Các bạn thấy chưa? Do đó, nhân cái dịp mà ngày hôm nay khi mà tôi làm tin tức tôi nhìn thấy được những cái tin này tôi mang lên đây trong cái bài chia sẻ này để cho các bạn ở trong việt nam các bạn hiểu rõ hơn là tại sao facebook không thể thỏa hiệp với chính quyền cộng sản việt nam họ không thể thỏa hiệp được họ phải làm theo cái chính sách đó vì cái chính sách đó nó đúng với lại cái hiến pháp của hoa kỳ mà facebook là công ty có trụ sở chính tại hoa kỳ do đó tôi nói với các bạn facebook không dạy gì hy sinh cả một cái giang sơn của mình chỉ vì một cái đòi hỏi vớ vẩn của một cái nhóm cầm quyền ở việt nam tại vì nếu mà xảy ra những điều này người dân người ta bất tín nhiệm facebook người sử dụng người ta bất tín nhiệm facebook người ta bỏ facebook người ta đi qua twitter người ta đi qua instagram vân vân thì lúc đó facebook cũng không lấy được tiền quảng cáo không có khách hàng khách hàng bị trót vân vân rồi phải đối diện với những án phạt rồi những đối diện với những đơn kiện rất nhiều thứ chính vì vậy nhiều bạn bè của tôi ở trên uh, Facebook và trên YouTube nói với tôi rằng là sợ rằng là Mark Zuckerberg bây giờ biến thành màu đỏ muốn biến cũng biến không được đâu các bạn muốn biến thành màu đỏ cũng biến không được đâu đó các bạn thấy đó mới chỉ có bị chỉ trích, bị phê phán, bị mời lên quốc hội thôi là bốc hơi 17 tỷ rồi. Nếu mà bây giờ còn biến thành đỏ đi qua thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc, thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì các bạn nghĩ rằng là sẽ bốc hơi bao nhiêu tiền nữa? Và lạng quản Mark Zuckerberg lại phải từ chức nhường cái chức điều hành cho người khác nữa. Lý do là cái tên của Mark Zuckerberg bị cháy, không tiện ra công chúng nữa. Mặc dù ông ta là người sáng lập Facebook nhưng mà phải giao lại cái quyền điều điều hành cho người khác. Đây chính là cái mà tôi chia sẻ với các bạn, không phải dễ dàng mà gọi là các bạn thấy rằng là Facebook sẽ kiểm soát cái này kiểm soát cái kia, hay là làm cho mọi người cảm thấy rằng là không an tâm khi mà ghi danh vào Facebook. Do đó nhân cái dịp mà cổ phiếu của Facebook xuống, Ấn Độ tuyên bố điều tra toàn bộ cái hồ sơ của Facebook ở tại Ấn Độ rồi Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ gia tăng cái việc giám sát những cái hoạt động của Facebook chắc chắn rằng là họ phải bảo vệ cái, cái quyền lợi của người khách hàng nếu không họ sẽ phải đương đầu với rất nhiều vấn đề pháp lý kể cả vấn đề bị phạt vạ hay là bị kiện nữa do đó tôi nói với các bạn cứ việc yên tâm dùng Facebook không sao cả tại vì Facebook sẽ không đáp ứng bất cứ một điều gì của Cộng sản Việt Nam hết mà chính Cộng sản Việt Nam cũng không dám trận Facebook cho tới giờ phút này. Họ không dám trận đâu. Nếu vài ba triệu người thì họ trận ngay. Nhưng mà bây giờ con số người sử dụng Facebook nó lên hơn 50 triệu người. Một con số rất là lớn. Hơn phân nửa dân số Việt Nam rồi. Do đó trận là chính cái kẻ cai trị đó tự đào mồ chôn mình. Khi người dân bày tỏ sự bất mãn, họ không có chỗ thoát báo chí thì cộng sản kiểm soát hết đám ký giả thì chỉ có đi kiếm ăn đi đục tiền à, viết bài pr cho chân dài hay là à, ca sĩ lân tơn hoặc là đi tìm mấy ông đại gia khui tai tiếng ra để, để mà tống tiền họ không có nhu cầu phản ảnh cái chuyện mà khổ cực của người dân họ chỉ phản ảnh khi nào mà họ thấy lượng view nhiều thôi thì họ nhào vô họ phản ảnh thôi nhưng mà nhạy cảm cái là họ nhảy ra ngay do đó người dân không có cái chỗ để mà nói lên cái sự bất mãn của mình về cái cái xã hội mình đang sống hay là về cái những cái kẻ cai trị ở địa phương hà hiếp người dân khi họ có cái chỗ để họ phát tán họ họ nói thì ít nhất người khác biết ít câu chuyện của họ bây giờ trận tất cả những cái đó lại thì kẻ cai trị sẽ tự đào mồ cho mình tại vì người dân sẽ lật đổ cái kẻ cai trị đó chính vì vậy tôi chia sẻ cái bài nói chuyện này cho các bạn để các bạn nắm rõ vấn đề và hiểu rõ vấn đề hơn đừng để cho những cái gọi là báo chí trong nước bịp bợm các bạn là facebook sẽ hợp tác với việt nam facebook sẽ đặt văn phòng mở một cái channel mở một cái kênh riêng với việt nam để làm việc với chính phủ việt nam không có đâu các bạn mà chính những kẻ cai trị đó phải sẽ phải thay đổi cái đạo luật an ninh. Tại vì đạo luật an ninh đó bị lên án khắp nơi. Và ngay cả những kẻ thỏa hiệp với đạo luật an ninh đó đang đối diện với sự trừng phạt. Trở lại chương trình Houston Nhật ký mỗi ngày với Trần Nhật Phong trên làn sóng Hải Lê Radio 98.7 FM ở Houston, Texas. Và chương trình này cũng đang được phát hình trực tiếp trên băng tầng 56.6 miền Nam California. 16.1 tại Bắc California, 30.6 tại Dallas, Texas và đang được phát hình trực tiếp trên Galaxy 19 vệ tinh toàn cầu và đương nhiên cũng đang trên Facebook và Youtube của Phong. Ok các bạn, cái đề tài thứ nhất tôi đã nói với các bạn là tại sao Facebook không thể thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam và tôi đã chứng minh cho các bạn thấy cái thị trường cổ phiếu của Facebook bốc hơi bao nhiêu tỷ Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ hai của năm 2018. 17.6 tỷ Mỹ kim. Đây là cái hậu quả mà Thời gian qua những tai tiếng Mà Facebook đã phải đường đầu Bao gồm luôn việc Thừa nhận xóa một số nội dung Của các Facebooker Mà Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Đây chỉ mới là cái hệ quả đầu tiên thôi các bạn Còn dài dài nữa Nếu như Facebook không thay đổi chính sách Và tỏ ra cái thái độ bảo vệ Cho cái à, khách hàng của mình thì họ sẽ còn mất khách dài dài và còn mất uh, giá trị cổ phiếu dài dài. Trừ phi họ thay đổi và họ phải làm đúng theo cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Đây là cái hậu quả đầu tiên mà Facebook nhận nhận ra. Ok các bạn, rồi bây giờ mình bước qua cái đề tài thứ hai nhiều người quan tâm lắm, những cái nội dung này. Thì Facebook có thể đương đầu với hàng ngàn cái đơn kiện, nếu như hàng ngàn cái nội dung đó bị xóa chỉ vì Facebook thỏa mãn cái đòi hỏi của cái chính quyền của cái quốc gia đó hay kẻ cai trị ở quốc gia đó, đặc biệt là tôi đang nói tới Cộng sản Việt Nam. Và Facebook đã thừa, đã thừa nhận là họ đã xóa đi một số nội dung theo yêu cầu của kẻ cai trị ở Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tuần trước. Và lời thú nhận này có nghĩa là Facebook thứ nhất sẽ lãnh cái án phạt từ phía Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ cũng như là tòa án ở Hoa Kỳ. Bên cạnh cái án phạt chính thức về mặt à, à, điều hành xã hội, thì Facebook sẽ đối diện với những cái đơn kiện tư nhân, đơn kiện cá nhân là những người đã bị xóa. Họ có thể nộp đơn kiện Facebook. Các bạn thấy chưa? Và những cái thông tin này nó tác động vào, thì cái cổ phiếu của Facebook lại rớt tiếp tục nữa. Không dừng lại. Nó sẽ rớt tiếp tục nữa. Cho nên, muốn cứu vãn tình thế, thì Mark Zuckerberg, thứ nhất là phải đưa ra một cái chính sách mới minh bạch hơn rõ ràng hơn trong cái chính sách của họ không thể dùng ngôn ngữ mù mờ trong cái chính sách đó để mà kiểm duyệt à, cái việc phát biểu của người khác đó là cái chính sách để mà có thể cứu vãn được và thứ hai là facebook phải đưa ra thêm những cái công cụ mới để phục vụ cho mạng xã hội của mình một cách hữu hiệu hơn tiện lợi hơn nhanh chóng hơn whatever thì nó mới đẩy cái cổ phiếu của Facebook lên trở lại được. Khi có những cái phương tiện mới, những cái công cụ mới đó, nó giúp cho Facebook có thể nhận thêm quảng cáo, nhận thêm khách hàng, những người ghi danh với Facebook, nó đẩy mọi thứ lên trở lại thì Facebook mới có thể quay cái cái cổ phiếu của Facebook mới lên trở lại được. Còn nếu không thì Facebook sẽ đối diện với cái việc mà cổ phiếu họ càng lúc càng giảm và mới có tam cá nguyệt thứ hai trong năm nay. Thì họ đã bốc hơi 17.6 tỷ Mỹ Kim rồi các bạn. Cái điều này tôi chia sẻ với các bạn cho các bạn thấy là cái việc mà các bạn lo rằng cái đạo luật an ninh mạng đó sẽ khiến cho Facebook thỏa hiệp với chính phủ cộng sản Việt Nam thì điều này sẽ không xảy ra. Vậy thì cái còn lại là gì? Chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất. Thứ nhất là cộng sản Việt Nam block toàn bộ cái domain name facebook.com không cho vô Việt Nam nữa. Tức là 350 triệu người Việt Nam sẽ không thể dùng Facebook được nữa. Nếu chính quyền Cộng sản Việt Nam quyết tâm thực thi cái đạo luật an ninh của họ thì có nghĩa là www.facebook.com sẽ không xuất hiện ở Việt Nam nữa và Facebook hoàn toàn bước ra khỏi thị trường Việt Nam. Đó là cái kết quả thứ nhất và kết quả thứ hai là gì các bạn? Cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi cái đạo luật an ninh của họ. Tôi không nói họ bỏ, nhưng họ sẽ thay đổi những cái ngôn ngữ, những cái quy định ở trong đó. Để Facebook vẫn tồn tại trong Việt Nam. Lý do tại sao? Tại vì tôi nói với các bạn là vì 55 triệu 50 cho tới 55 triệu người Việt bây giờ ở trong Việt Nam đang dùng Facebook một cái con số hơn phân nửa dân số việt nam dùng facebook và đó là cái chỗ mà duy nhất họ có thể chia sẻ thông tin họ có thể nói lên những cái quan điểm của mình và họ có thể phản ánh những cái tiêu cực trong xã hội mà báo chí cộng sản việt nam không bao giờ đăng do đó cái áp lực từ phía công chúng khiến cho cộng sản việt nam sẽ phải rút lại cái đạo luật an ninh này một bằng cách là chỉnh sửa lại những cái ngôn từ trong đó. Chứ nếu không, người dân bất mãn thì cái quyền lực cai trị đó sẽ bị đe dọa gây gắt hơn. Rồi các bạn nói với tôi là, ô, thì có Trung Quốc cung cấp, Weibo, Baidu, vân vân. Hôm trước tôi đã giải thích một lần rồi, hôm nay tôi nói sơ lại thôi. Họ có thể dùng, nhưng mà họ thứ nhất là phải mất thêm thời gian. Và thứ hai nữa, Weibo hay Baidu không có tài liệu, không có tài liệu gì về những cái chữ Việt Nam cả. Do đó, muốn build in cái data đó, họ phải mất 5 tới 10 năm. Toàn bộ những cái data bây giờ nằm trên Google. Mà các bạn cần cái gì, các bạn vô Google, các bạn đánh, các bạn kiếm đó. Là do cái sự mà upload của mọi người, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mà trong suốt bao nhiêu năm nay, nó mới trở thành một cái lượng data lớn, để các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng. Cái này Baidu không có. Baidu phải start up. Trong một cái đề tài à, ngày hôm nay đầu tiên hết, Phong muốn đưa cái đề tài này tại vì các bạn trong Việt Nam, nhất là những bạn bè nào đang sử dụng Facebook, mạng xã hội Facebook mà quan tâm về chuyện mà Facebook có hợp tác với chính quyền Cộng sản Việt Nam hay không, có đặt máy chủ ở Việt Nam, có đặt trụ sở ở Việt Nam hay có đặt văn phòng ở Việt Nam hay không thì ngày hôm nay Phong sẽ làm cái đề tài này để cho các bạn thấy rõ những cái tin tức mới nhất liên quan tới Facebook. Ok các bạn. vào tuần trước vào tuần trước thì ông chủ của mạng xã hội Facebook là Mark Zuckerberg đã xuất hiện trên Quốc hội của Hoa Kỳ và trong lần xuất hiện lần này lần thứ hai thì Mark Zuckerberg đã bị chỉ trích và lên án rất nặng nề về cái việc tiết lộ thông tin của khách hàng và bên đo cạnh đó thì chính Max Zuckerberg cũng đã thú nhận là đã có thực hiện một số những cái lời yêu cầu của chính quyền cộng sản Việt Nam xóa đi một số nội dung. Đó là cái lời thú nhận của Max Zuckerberg và ngày hôm nay thì trước hết phong gửi các bạn cái tin đầu tiên để phong nói. Ok, các bạn, đây là trên hãng thông tấn Reuters ra ngày hôm nay mới lên cho các bạn thấy là chính quyền Ấn Độ đã đề nghị cơ quan điều tra cục điều tra trung ương đó, cái uh, cái này gọi là India at the Central Bureau Investigation tức là cục điều tra trung ương đó các bạn thăm dò ý kiến về cái việc mà thông tin bị tiết lộ qua cái Cambridge Analytica và là dùng sai dữ liệu của người uh, dùng Facebook uh, và bộ trưởng của Ấn Độ có tên là À, Ravi Sanka Prasad đã nói với lại quốc hội của Ấn Độ ngày hôm nay và theo đó thì người ta nghi ngờ rằng Cambridge Analytica có thể đã tham gia vào việc thu hộ thu giữ cái cái dữ liệu một cách bất hợp pháp để có thể sử dụng và bị lạm dụng và hiện nay thì Facebook đang phải đối diện với cái sự giám sát ngày càng tăng của Hoa Kỳ lẫn liên hiệp Âu châu trong cái tai tiếng của Cambridge Analytica các bạn và dữ liệu của 87 triệu người sử dụng Facebook và kể cả việc hỗ trợ chiến dịch bầu cử năm 2016 của tổng thống Donald Trump và trên đây thì các bạn nhìn thấy là những cái bản tin này của bên phía uh, Reuters và bên cạnh cái tin này thì Phong lại đưa thêm một cái tin cho các bạn thấy là bên cạnh đó thì ngày hôm nay bây giờ thị trường vẫn còn đang chạy đó các bạn cái cổ phiếu của Facebook đã xuống 175 đồng lẻ 0.504 sen các bạn thấy nó nhảy xuống 19%. Tức là 19.5%. Từ ngày hôm qua xuống 24%, ngày hôm nay xuống 19.5% và quý vị nhìn thấy đây là cái cổ phiếu của Facebook, ok. Và bên cạnh đó trên tờ Washington Post, các bạn nhìn thấy đây là Washington Post, Facebook share down more 5 18% và tổng cộng là Facebook đã bị trong bản tin này cho biết là trên 19% ngày hôm nay và sau khi mà cái công ty này cảnh cáo rằng là sẽ bị à, à, sẽ bị rớt thêm trong thời gian tới và đây là cái báo cáo tài chính mới nhất trong tam cá nguyệt thứ hai của Facebook là cổ phiếu của Facebook đã có lúc lên tới 205 đồng một share tức là một cổ hôm nay rớt xuống 175 đồng rớt 19%, tổng cộng số tiền mà Facebook đã bị bốc hơi là 17.6 tỷ Mỹ kim. Đẩy ông chủ Mark Zuckerberg từ vị trí thứ ba là một trong 3 tỷ phú giàu nhất thế giới đã rớt xuống dưới nhà tỷ phú Warren Buffett. Quý vị biết hiện nay đứng đầu thế giới là ông chủ của Amazon 150 tỷ Mỹ kim. Kế đến là Bill Gates của Microsoft và người thứ ba là Mark Zuckerberg 110 triệu Mỹ Kim và cổ phiếu của Mark Zuckerberg đã bốc hơi 17 tỷ Mỹ Kim bây giờ Mark Zuckerberg chỉ giữ lại khoảng 86.5 tỷ Mỹ Kim đứng dưới cả Warren Buffett Ok các bạn đó là những cái thông tin và những cái hình ảnh tôi chia sẻ cho các bạn nhìn thấy những cái tin tức liên quan tới Facebook mà các bạn trong Việt Nam quan tâm là Facebook liệu có đặt máy chủ trụ sở hay văn phòng ở Việt Nam hay không. Tại sao mà thị trường của Facebook lại bị rớt xuống thê thảm như vậy trong cái tam cá nguyệt thứ hai, cái báo cáo tài chính tam cá nguyệt thứ hai và tiếp tục rớt. Ngày mai có thể lên tại người ta thấy rẻ thì người ta nhào vô người ta mua. Nhưng mà rồi nó sẽ tiếp tục nó rớt cho tới khi Facebook đưa ra một cái chính sách mới cho mạng xã hội. Thì lúc đó cổ phiếu của Facebook mới được ổn định. Cho tới giờ phút này thì Facebook vẫn nhận được rất nhiều quảng cáo chứ không phải không. Nhưng mà các cái thông tin mà tôi vừa đưa cho các bạn là bây giờ bên Ấn Độ mở cuộc điều tra. Ông chủ Mark Zuckerberg đã phải ra trình báo ở quốc hội chưa bị phạt nha quý vị. Cái này là vẫn chưa có cái mới có cái thiệt hại về thị trường cổ phiếu của Facebook thôi. Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa chính thức ra cái án phạt hay là tòa án Hoa Kỳ đưa ra cái án phạt đối với à, công ty Facebook khi mà vi phạm vào một số những cái à, luật lệ và hiến pháp của Hoa Kỳ. Và liên hiệp Âu Châu cũng đã bắt đầu siết chặt giám sát thật kỹ cái việc làm của Facebook, đặc biệt là liên quan tới cái cuộc bầu cử năm 2016 khi mà các à, à, nhà tài phiệt của Nga, những người ở bên Nga cố tình đăng quảng cáo trên Facebook để gây ảnh hưởng Kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần, tôi đã nói à, bao nhiêu lần là impossible, là không thể nào Facebook sẽ thỏa hiệp là đặt máy chủ, trụ sở hay văn phòng tại Việt Nam được. Quý vị, các bạn vừa nhìn thấy, Facebook thú nhận tất cả mọi việc ở trên Quốc hội Hoa Kỳ. Thì cổ phiếu của Facebook đã bị ảnh hưởng tới mức như vậy. 17.6 tỷ Mỹ Kim bốc hơi. Các bạn thấy chưa? Do đó, nếu như mà Facebook tiếp tục cái cái vấn đề rớt đó nó nhiều vấn đề ở trong đó nhưng mà do những cái thông tin từ Facebook tiêu cực và bên cạnh đó là cái lượng người mà ghi danh vào Facebook lại không gia tăng nhiều. Chính vì vậy mà Facebook cổ phiếu đã bị rớt. Thì từ cái điểm này để tôi phân tích ra cho các bạn nhìn rõ cái bức tranh của Facebook và liệu Facebook có thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam trong cái đạo luật an ninh mạng hay không? Khi mà Quốc hội Hoa Kỳ tuần trước ra cái thư khuyến cáo Facebook là không nên hợp tác và thực hiện cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. Và tuần này, Facebook chưa có đưa ra cái chính sách mới của họ về quản trị mạng xã hội của họ. Thì cổ phiếu của Facebook đã rớt. Rớt 19-20% mà ngày hôm qua là rớt 24% đó các bạn. Hôm nay còn lên lại được chút đỉnh. Ngày hôm qua là rớt 24% đó. Điều này cho các bạn nhìn thấy là Facebook sẽ không thách cái risk đó, tức là Facebook sẽ không dám à, mạo hiểm để mà tuân thủ cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. Chưa có gì hết, họ đã bốc hơi như vậy rồi. Nếu mà cái tin mà Facebook thỏa hiệp và là thực thi cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam thì Facebook còn sẽ đối diện với rất nhiều những cái hậu quả mà Facebook không tưởng tượng được. Thứ nhất là tôi đã nói là cái việc mà tiết lộ cái thông tin của cái vụ Cambridge đã khiến cho Facebook bắt đầu chuẩn bị đối diện với cái hình phạt có thể lên cả trăm triệu Mỹ Kim hoặc cả tỷ Mỹ Kim. Đó là cái hình phạt thứ nhất về mặt tài chính mà Facebook phải nộp cho chính phủ Hoa Kỳ và tòa án Hoa Kỳ nộp tiền phạt các bạn. Rồi cái thứ hai <laughs> nếu như mà phía Ấn Độ, Liên hiệp Âu Châu tiếp tục mở cuộc điều tra về các cái hoạt động mạng xã hội của Facebook về cái vật mà việc mà tai tiếng ở Cambridge mà sử dụng 87 triệu cái hồ sơ data của khách hàng mà có bị lạm dụng thì Facebook có thể phải, sẽ bị chính phủ Ấn Độ kiện và Liên hiệp Âu Châu kiện và phải nộp tiền phạt nữa rồi các bạn thấy chưa tiết lộ thông tin của khách hàng của quốc gia họ là nó phạt rồi đó các bạn, chứ không phải là cung cấp thông tin theo yêu cầu của công an Cộng sản Việt Nam đâu. Rồi chưa đâu các bạn. Và nếu như cái thông tin mà Facebook thỏa hiệp để mà đáp ứng cái đạo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam thì Facebook lại phải đối diện với cái sự lên án chỉ trích của Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoài ra, công ty này có thể bị kiện vi hiến, vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ khi ngăn chặn cái quyền tự do phát biểu của người khác trên mạng xã hội mặc dù đó là mạng xã hội riêng tư của facebook mặc dù đó là nhưng các cái người sử dụng mà bị xóa đi những cái comment bị xóa đi những cái nội dung mà facebook cho rằng là không phù hợp với chính sách của họ thì có thể khởi đơn kiện nếu như những nội dung đó mang tính chất về chính trị ví dụ như là các bạn dùng cái đó các bạn đã kích thái độ làm việc của một chính phủ các bạn chỉ trích phê phán một chính phủ nào đó mà nó không có ảnh hưởng tới những cái đó nó không có ảnh hưởng tới chính sách của facebook chính sách của facebook này là ngăn chặn những cái lời kêu gọi khủng bố ngăn chặn những cái hình ảnh mà có thể gây hại cho con nít chứ không ngăn cản người ta phát biểu về chính trị và nếu như facebook xóa những công ty như facebook, google hay youtube là thứ nhất Tuyệt đối không được phép sử dụng tài liệu khách hàng cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của khách hàng. Tức là họ lấy tài liệu email của tôi, họ có thể cung cấp cho một cái công ty họ bán cho một cái công ty khác thì nó phải có sự đồng ý của tôi. Tức là người cái người cái người mà chủ cái tài khoản đó có quyền làm chủ hoàn toàn 100% cái tài khoản của mình trên Google, trên YouTube, trên Facebook. Và thứ hai là cho các bạn cái quyền kiểm soát data của mình, tức là các bạn có quyền kiểm soát, cái nào các bạn không thích các bạn yêu cầu Google, Facebook phải delete đi. Nếu mà nó liên can tới cái tài liệu cá nhân của các bạn. Tức là cho các bạn cái quyền kiểm soát hoàn toàn cái tài khoản của mình. Và thứ ba, bắt buộc những công ty đó phải đặt cái hệ thống an ninh nhiều hơn để bảo vệ cho khách hàng. Đó là ba cái điểm chính trong cái đạo luật an ninh mạng của ông Jerry Brown thống đốc tiểu bang California ban hành. Vậy thì nếu như Facebook ký thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chính Facebook đã phải đối diện với cái án ngay tại đây rồi. Tại vì tổng đàn của Facebook nằm ngay tại California. Do đó phải chịu đựng cái luật của tiểu bang California. Và luật tiểu bang California nghiêm cấm Facebook tiết lộ thông tin. Và nghiêm cấm Facebook đem cái thông tin của người người khách hàng của mình đưa cho một đời nơi khác. Các bạn thấy chưa? Do đó, nhân cái dịp mà ngày hôm nay khi mà tôi làm tin tức tôi nhìn thấy được những cái tin này tôi mang lên đây trong cái bài chia sẻ này để cho các bạn ở trong việt nam các bạn hiểu rõ hơn là tại sao facebook không thể thỏa hiệp với chính quyền cộng sản việt nam họ không thể thỏa hiệp được họ phải làm theo cái chính sách đó vì cái chính sách đó nó đúng với lại cái hiến pháp của hoa kỳ mà facebook là công ty có trụ sở chính tại hoa kỳ do đó tôi nói với các bạn facebook không dạy gì hy sinh cả một cái giang sơn của mình chỉ vì một cái đòi hỏi vớ vẩn của một cái nhóm cầm quyền ở việt nam tại vì nếu mà xảy ra những điều này người dân người ta bất tín nhiệm facebook người sử dụng người ta bất tín nhiệm facebook người ta bỏ facebook người ta đi qua twitter người ta đi qua instagram vân vân thì lúc đó facebook cũng không lấy được tiền quảng cáo không có khách hàng khách hàng bị trót vân vân rồi phải đối diện với những án phạt rồi những đối diện với những đơn kiện rất nhiều thứ chính vì vậy nhiều bạn bè của tôi ở trên uh, Facebook và trên YouTube nói với tôi rằng là sợ rằng là Mark Zuckerberg bây giờ biến thành màu đỏ muốn biến cũng biến không được đâu các bạn muốn biến thành màu đỏ cũng biến không được đâu đó các bạn thấy đó mới chỉ có bị chỉ trích, bị phê phán, bị mời lên quốc hội thôi là bốc hơi 17 tỷ rồi. Nếu mà bây giờ còn biến thành đỏ đi qua thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc, thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì các bạn nghĩ rằng là sẽ bốc hơi bao nhiêu tiền nữa. Và lạng quản Mark Zuckerberg lại phải từ chức, nhường cái chức điều hành cho người khác nữa. Lý do là cái tên của Mark Zuckerberg bị cháy, không tiện ra công chúng nữa. Mặc dù ông ta là người sáng lập Facebook. Nhưng mà phải giao lại cái quyền điều hành cho người khác. Đây chính là cái mà tôi chia sẻ với các bạn. Không phải dễ dàng mà gọi là các bạn thấy rằng là Facebook sẽ kiểm soát cái này, kiểm soát cái kia hay là làm cho mọi người cảm thấy rằng là không an tâm khi mà ghi danh vào Facebook. Do đó, nhân cái dịp mà cổ phiếu của Facebook xuống, Ấn Độ tuyên bố điều tra toàn bộ cái hồ sơ của Facebook ở tại Ấn Độ rồi liên hiệp Âu châu và Hoa Kỳ gia tăng cái việc giám sát những cái hoạt động của Facebook chắc chắn rằng là họ phải bảo vệ cái cái quyền lợi của người khách hàng. Nếu không họ sẽ phải đương đầu với rất nhiều vấn đề pháp lý, kể cả vấn đề bị phạt vạ hay là bị kiện nữa. Do đó, tôi nói với các bạn cứ việc yên tâm dùng Facebook không sao cả. Tại vì Facebook sẽ không đáp ứng bất cứ một điều gì của Cộng sản Việt Nam hết mà chính Cộng sản Việt Nam cũng không dám trận Facebook cho tới giờ phút này. Họ không dám trận đâu. Nếu vài ba triệu người thì họ trận ngay. Nhưng mà bây giờ con số người sử dụng Facebook nó lên hơn 50 triệu người. Một con số rất là lớn. Hơn phân nửa dân số Việt Nam rồi. Do đó trận là chính cái kẻ cai trị đó tự đào mồ chôn mình. Khi người dân bày tỏ sự bất mãn, họ không có chỗ thoát. Báo chí thì cộng sản kiểm soát hết. Đám ký giả thì chỉ có đi kiếm ăn, đi đục tiền, à, viết bài PR cho chân dài hay là à, ca sĩ lân tơn Hoặc là đi tìm mấy ông đẩy lại từ đầu. Tức là bây giờ các bạn phải bắt đầu đưa dữ liệu vào. Ví dụ như là các bạn kiếm Lý Nhã Kỳ, thì các bạn phải đưa hết thông tin của Lý Nhã Kỳ từ xưa đến nay vào bay đúng không? Thì cái lúc đó các bạn đánh cái chữ Lý Nhã Kỳ nó mới lên được cái thông tin của Lý Nhã Kỳ chứ. Cái này tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu được là không thực tế khi mà nói là Ơi, Cộng sản Việt Nam sẽ ép dân qua dùng mạng Weibo hay là à, Baidu. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai, Weibo là cái mạng xã hội của Trung Quốc chủ yếu là dùng lời nói, đối thoại qua lại hoặc chia sẻ những tấm hình chụp thôi. Weibo có khả năng dung lượng lớn để mà chứa những cái cái video của các bạn hay không và có khả năng cho các bạn livestream rồi giữ lại trên đó một khoảng thời gian đôi ba năm hay không họ không đủ bandwidth để mà chứa do đó cái chuyện mà các bạn nói là chuyển từ Facebook qua bên Baidu hay là Weibo thì là cái chuyện impossible không xảy ra được tức thời đâu là vì nó còn mất thời gian lắm bên baidu thì không có bất cứ một cái dữ liệu gì liên can tới người việt nam cả thì làm sao các bạn đi kiếm thay thế cho google rồi bên Weibo thì lại không đủ cái công cụ để phục vụ cho cái người khách hàng từ livestream upload video kho chứa video cho khách hàng đó giống như bây giờ bên youtube đi Ê bên facebook tôi vẫn làm livestream với các bạn đó thì tất cả những cái video tôi làm livestream một tiếng đồng hồ mỗi ngày nó được lưu trữ lại ở trên cái trang Facebook của tôi. Thì nó lưu trữ ở đâu? Nó lưu trữ ở trong cái server của Facebook. Mà cái server của Facebook thì cái bandwidth có được bao nhiêu? Khủng khiếp lắm các bạn, mới chứa được hàng tỷ người. Mới chứa được hàng tỷ cái 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 tài khoản cái account của mọi người mà ai cũng là đâu phải một 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 cuốn hai cuốn video đâu. Riêng cá nhân tôi thôi, cả trăm cái video nằm ở trên đó. Nuốt bao nhiêu bandwidth do đó các bạn cái chuyện mà facebook bỏ việt nam thì possible nhưng mà cái phản ứng của công chúng trong việt nam như thế nào khi không có mạng facebook không có mạng xã hội họ dùng quen rồi bây giờ không dùng được nữa họ sẽ rất là bất mãn và từ cái bất mãn đó nó sẽ xảy ra những cái chuyện khác trong xã hội chính vì vậy nó gây ảnh hưởng tới cái kẻ cai trị và ảnh hưởng cái quyền lực của kẻ cai trị do đó không thể cấm facebook được mà nếu không cấm facebook được thì cái luật nó ra như vậy rồi thì làm sao mà áp dụng đây mà áp dụng với facebook mà không áp dụng với công ty khác nó kiện cho xúc quần facebook kiện cho xúc quần Bây giờ áp dụng với Facebook thôi, không áp dụng với YouTube, không áp dụng với Google, không áp dụng với Microsoft, không áp dụng với Apple. Thì họ kiện cho xúc quần. Các bạn thấy chưa? Do đó tôi nói với các bạn cái chuyện mà Facebook bị phạt, bị rớt cổ phiếu chính là cái hậu quả mà Mark Zuckerberg thỏa hiệp với một số chính phủ. Ngay cả các bạn thấy không? hôm trước đã đặt cái văn phòng ở trung quốc đó ngày hôm sau trung quốc shut đau cái văn phòng của facebook luôn các bạn thấy là các bạn đã hiểu không dễ dàng tại vì facebook là một trong những công ty lớn nhất trên thế giới về mạng xã hội họ phải đương đầu với những vấn đề về chính trị chứ không phải thuần túy chỉ có làm ăn thuần túy chỉ có cung cấp mạng xã hội không có tại vì nó ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới Do đó, khi mà ảnh hưởng tới hàng tỷ người trên thế giới thì công ty đó bắt buộc phải chịu sự giám sát giám sát và kiểm soát của các chính phủ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Facebook xuất thân từ Hoa Kỳ là phải chịu sự giám sát là chắc chắn rằng anh phải bảo vệ tài liệu của khách hàng một cách tuyệt đối. Anh không thể xúc phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người khác được ghi trong hiến pháp Hoa Kỳ, First Amendment, tu chính án số 1. Hai điều kiện tiên quyết này là Facebook sẽ phải đáp ứng. Thứ ba là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cái hồ sơ khách hàng không bị cái trường hợp Cambridge lần thứ hai. Tức là Facebook lại phải tốn cả trăm triệu Mỹ kim để đặt thêm những cái dàn an ninh bảo vệ cho cái mạng xã hội của mình. Đó là chưa kể tổng đàn của Facebook đặt tại California. Mà California vừa rồi thì ông thống đốc Jerry Brown đã ra cái đạo luật an ninh mạng buộc